Mình xin chào toàn thể các bác anh em đang theo dõi kênh YouTube nhé. Trong video này thì mình sẽ giao lưu với anh em hai cặp loa, một cặp là cặp loa tay BMB và một cặp loa đến từ thương hiệu JBL dòng CF100, sử dụng cấu hình 3 đường tiếng bass 25, mid của nó là đời mid 11 cm, khá là lớn. Cặp loa JBL này có hỗ trợ thông hơi cộng hưởng thùng phía sau. Loa rất là đẹp và gần như là tuyệt vời luôn ạ. Dễ dàng phối ghép với nhiều dòng âm ly cũng như là hỗ trợ cho anh em các bác chúng ta chơi, trưng bày và kết hợp có thể karaoke cùng được anh nhé. Trước hết thì mình sẽ giới thiệu về cặp loa tay BMB. Thực ra là mình không có bán cái dòng này đâu, nhưng mà nó là dòng trong mình lấy một số đồ Nhật đó, thì họ gửi từ bên đó về lận. Cái đợt cách đây 2 hôm mình có bán ba răng đó, thì nó lẫn về đây một cặp BMB loa tay. Con này thì rất là khỏe và trâu bò, loa thì liền lạc. Cái này thì hỗ trợ cho các anh em thích karaoke thì mua nhá. Cái này thì mình sẽ chia lại giá rất là tốt, mình mua sao mình chia vậy thôi cho anh em. Cặp loa BMB này nó có cái mã model là CSM10, nó có cái trở kháng là 6 ohm và chịu đòn lên đến 150W, nên là các bác anh em nào có karaoke á, hoặc là hỗ trợ setup thêm á, thì có thể chơi con loa này nhá. Đó, 150W một loa. Cái loa này thì nó có đường kính là 12 cm và có cái thông hơi ở đây giống như cái kèn á. Loa nguyên bản hết, và cái loa này thì sẽ có mức giá là 800.000 thôi, BMB. Đó, 800.000 cho cặp loa rất là đẹp như thế này. Mình đã kiểm tra rồi, cái loa zin nguyên bản mà cũ rất là gấu và nặng. Nó có sẵn những cái lỗ giá sắt bằng pin ốc ở đây để chúng ta bắt kim nhá. Rồi tiếp tục quay đến nhân vật chính trong video này là cặp loa JBL. Mình đã giới thiệu JBL và CF100. Con này là dòng có cái trở kháng là 8 ohm, độ nhạy 94 dB. Dòng này vẫn là dòng của Mỹ sản xuất anh em nhá. Con này đánh rất là bay tiếng. Cái chép này là dòng chép titan này, mid như mình đã nói này, mid rất là lớn, mid nó rơi vào 11, nếu mà cả vành này là 12, hát karaoke rất là lợi. Con này thì là bass 25, viền mút bằng giấy, loa là thùng gỗ lạng anh em nhá, lạng rất là cổ và đẹp. Cái dòng JBL những cái đời sâu đời như thế này thì nó còn vẫn là Mỹ làm, nên là tiếng của nó cũng rất là hay và mang đậm cái chất đặc trưng của cái chất âm của dòng là Mỹ, cũng như là rất là dễ phối ghép âm ly. Con này nó có cộng hưởng thùng phía sau là lỗ thông hơi, đánh ngược về phía sau thì chúng ta kê cách tường khoảng 20 cho đến 30 tùy theo cái không gian phòng của chúng ta để khai thác cái giải trầm tốt nhất nhé. JBL CF100. Ở đây thì mình đậy sẵn một e-căng của nó để quý vị dễ hình dung khi mà đậy e-căng. Con này đậy e-căng mà nó cũng rất là đẹp, nó làm cho cái kiểu e-căng nó hơi hình thang á. Đấy, trên là nhỏ nhưng ở dưới nó hơi phình ra, nó làm kiểu dạng hình thang rất là đẹp. Đây là cái chiếc e-căng còn lại này quý vị. Đó, cả đôi e-căng đẹp, không bị rách gì nha. Quý vị nhìn kỹ các góc cạnh này, mình đang quay rất chậm để cho quý vị thấy được cái độ mới, độ đẹp mà những cái món hàng audio mình tuyển chọn đưa lên trên kênh giao lưu với các bác anh em. Thì quý vị ở xa thì vẫn sẽ là yên tâm. Toàn bộ những cái driver loa này là zin nguyên bản tuyệt đối 100% quý vị ạ. Màng giấy bass 25, kiềng này là kiềng gang nhé. Và cặp loa này mình giao lưu với các bác anh em, toàn bộ là phần thùng gỗ lạng, bản này bản rất là hiếm và đẹp. Mình sẽ giao lưu cho mọi người với mức giá rất là dễ chịu cho một cặp loa Mỹ nồi JBL, chỉ mức 8.500.000 đồng nhá. Kết hợp vừa nghe vừa hát. Thì thông qua video này thì các bác anh em muốn sở hữu thì liên hệ cho em mình. Đây là cặp loa chơi đa năng, nghe hay và bày đẹp. Thì quý vị nào có nhu cầu thì xin phép liên hệ cho em mình theo số điện thoại trên bài đăng. Và trước khi dừng video thì mình sẽ đưa cái phần kích thước để cho quý vị nắm bắt nhá. Cặp loa này thì nó có cái chiều cao là 65 cm, chiều sâu là 29 và chiều ngang của em nó là 33 cm.
Và bây giờ thì mình xin dừng video. Cảm ơn quý vị các anh em đã dành thời gian theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt.